I like the way you say things. I don't know why you're always putting yourself down, though. So you won't, I guess? Trong cuộc sống này, không có điều gì là chắc chắn, cũng như không có điều gì có thể lường trước được. Chẳng hạn như một ngày trời nắng đẹp có thể bị cuốn trôi đi bởi cơn mưa rào bất chợt. Chúng mình tin rằng cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những thứ không may xảy ra, nhưng ta lại không cách nào điều khiển được chúng. Giống như chuyện tình của Elio và Oliver vậy. Dù cho cái kết không hề đẹp như mong muốn, nhưng có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được cảm xúc sâu đậm mà mình đã từng dành cho đối phương. Điều quan trọng là chúng ta nên đối mặt với cơn mưa rào bất chợt đó thế nào để ngày hôm ấy vẫn thật ý nghĩa. Cho dù trời có đổ mưa thật lớn đi chăng nữa, vậy thì tại sao chúng ta phải hoài nghi về tương lai mà không sống hết mình cho hôm nay? You are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire.